Dạ, con xin chào cô chú, xin chào cả nhà. Nhảy. Ô. Thôi vậy là qua. Đen ơi. Đen ơi. Giờ lấy đồ thôi mà. Đen ơi. Đen. Mẹ có ai trên nóc nhà kìa. Có ai trên nóc nhà kìa. Qua cho nóc nhà kìa. Cái gì? Ông leo để làm chi bây giờ xuống không được. Ừ. Leo cho đã là xuống không được. Chi leo ai không? Chi leo cho anh cãi á. Anh cãi á. Anh cãi bên đường nhà bầu. Anh cãi bên nhà bầu nhìn cho cô ái kìa. Cái đường xuống á. Nó leo cho đã là xuống không được. Cô mẹ kiếm cái ghế mà bắt nó rồi. Bà ai leo qua bên kia đó. Cái đường nó xuống đó. Lấy cái ghế này thì dạo chơi hả đen, này thì dạo chơi hả đen. Dạ đen ơi, ở đây không? Dạo cho đã xong rồi xuống không được các con. Đây. Ủa mẹ lên mẹ ẩm đó hả? Không. Mẹ không. Xuống mà không có đồ. Có được không? Thôi mẹ lật cái ghế lại cho nó nhẹ nhớ nghe mẹ lấy ghế tao nè. À lấy ghế tao vậy đây. Không không mẹ lật cái ghế cho nó nhẹ được rồi. Con giỏi quá ta. Được chưa? Xuống được chưa? Chưa, chút xíu nữa. Còn một chân nữa. Ơi. Cao lên chút nữa vô. Được chưa? Mẹ ơi. Muốn đi đứng cho mày lùm hơn. Được rồi, nó đứng được chưa? Nó xuống chưa? Vào bên kia nó kiếm chỗ mà kiếm chỗ mà đi xuống á, bả thì cái chứ bả xạo lắm, bả lên được bả xuống được chứ sao. Ừ bả đi kiếm nữa đi bà. Dạ con mèo bả ân bả kêu mình vậy á chứ. Đây nè, để nó em ghé trả cho cô nó, đi nó ân kêu mình vậy á bả. Ra trả ghế cho cô đi. Ai biết luôn rồi bây giờ xuống được vậy, tự xuống lên chứ. Nói dữ vậy ta. Ủa nặng quá đen ơi, đen. Thì ngay với đĩa, cũng cho chưa gì hết. Nó tự xuống chứ ai. Hả? Ghé đi, tả ghé đi. Kêu mẹ lật ghế vậy nè. Nó sợ, nó đứng không vững, nó sợ té ra ngoài. Nó khôn á. Để ghế chuẩn ngược, không có nhảy vô. Thiện nó nhảy đúng không? Nó sợ. Nó kêu nhảy nó chùi giò đó, nó sợ đó. Chị, mặt mày lem. Cái mặt kìa mày dơ. Mặt mày lem dơ tùm lum kìa. Nè. Đầu ơi, cái cọng riêng mém nó dính nguyên cục bụi. Tự nhiên chuyên gia dạo này có cái đặt đi lên leo lên trên nóc nhà làm cái gì vậy? Ăn nè. Nè. Ờ ai. Những cái để dành cho nó một tên. Rồi từ từ để chị nghe. Ủa mẹ cắt sẵn luôn hả? Cắt sẵn cho ra đây cái đồ cắt. Ừ. Tôm nướng luôn. Tôm nướng luôn. Nướng á. Tới cho đứa mấy con ăn xong để dành cho con. Em đói. Em đói chạy rồi thì không cho ăn không ăn luôn. Cái gì cũng ăn á. Ăn bị cho nó không chơi về. Hôm nay chơi này đói ăn luôn. Nó dễ ăn ha. Nuôi vậy mới khỏe chứ. Trời ơi, tự nhiên nó không ở trên nóc nhà. Thế nó kêu me cho đã xong giờ xuống có tôm nướng ăn coi chú. Con nó bá đạo không? Ăn cái thế luôn. Sao lên nóc nhà làm gì, kiếm cái hả đen? Đang lên nóc nhà đang kiếm cái hả?
kiếm dâu về đúng không? Da đen ra mắt mẹ Dung với chị Hai hả đen? Dạ con xin chào cô chú, xin chào cả nhà. Thì hôm qua con ráp cái chuồng nó bị sai. Con cũng không biết nữa, hơn là nhờ cô chú có bình luận nó cho con biết là con bị ráp bị ngược chiều. Dạ đây, ở chỗ này nó có cái dòng sóng đi xuống mà ở đây cái dòng sóng nó không có, cô chú nói không để ý thì ra con đắp ngược. Với lại cô chú cũng yêu cầu là con để cái tầng này ở dưới cùng á, thì bây giờ con sẽ đem cái tầng này con để ở dưới cùng cho mấy em. Để chặn lại giờ con phải tháo ra con mới ráp lại được. Xuống dưới cùng dạ cùng chiều cùng gợn sóng một chút để con sửa lại gắn lại cho nó đúng chứ nó sai kỳ quá. Nhờ cô chú nói thì con mới để ý chứ cô chú không nói thì con cũng không biết là mình gắn lộn luôn. Linh giống cô chú, bố chịu được rồi cô chú. Tự nhiên hồi sáng giờ con không thấy gì hết, giờ tự nhiên lao quá trời, đúng như lúc con đang gắn chuồng luôn. Con thấy mấy ú nè, chi con thấy bé vàng nó lại nó lao quá trời, con tưởng nói chuyện với con thì ra nó khó chịu trong người đó cô chú. Rồi sao ú? Trời, cái trường hợp này con bất ngờ quá, tự nhiên đến bất ngờ luôn á cô chú ơi. Sáng giờ con thấy em nó bình thường lắm luôn.
Bình thường á, là con theo con được biết á, mèo cái mà nó tới kỳ á, hai cái chân nó cứ nhõng thò vô em, nó cứ nhõng rít lên, nó khó chịu lắm, mình nó cứ la hoài của chú. Ấu ơi, ấu ơi, thôi gấu nha. Rồi em là do mới bị nên là nó còn khó chịu hết cô chú. Con bảo đảm xong sang ngày mai, sáng ngày mai là bắt đầu khó chịu dữ dội luôn. Sao ấu muốn chị hai kiếm chồng hả? À? Khó chịu hả con? Hàng chi bỏ ăn, sáng giờ bỏ ăn cô chú. Quay quay uống cho gì hay xem mặt coi. Uống khó chịu quá hả? Uống khó chịu quá hả? dạ nó khó chịu quá dưới đây nữa, cứ gãi bụng là nó khó chịu. Ơi sao tự nhiên uống bị đúng lúc vậy, chị hai đang ăn chuồng luôn á. Thôi uống nha, chắc con nhốt bé vàng là quá cô chú ơi, con sợ em quá. Nó kiếm bé vàng rồi chú, nó biết bé vàng là được á chú. Nó khó chịu, nó lăn, nó tội ghê quá. Bà vàng là bất thiến rồi, nhưng mà con cũng sợ quá. Hàng chi cách hai ngày gần đây con thấy bé ú nó cắn cổ bé bơ, con nghĩ là do chắc em nó giống như là nó phát triển sớm thôi, chứ chưa nghĩ là chưa có tới kỳ lẹ dữ vậy. Nó giỡn, nhiều khi nó giỡn bé bơ thôi. Sao chị hai biết rồi, chưa đủ tuổi mà ơi. Uống khó chịu quá, chị hai biết rồi, uống khó chịu. Thôi uống quá à. Bé Lượm, dạ con mới dọn dẹp thì con phải nhốt bé Lượm lại, giờ con thả em Lượm ra cho em Lượm chơi nha. Ra Lượm, Lượm ơi, ra này con, ra nè. Ra. Chú coi vàng à. Giờ này, bé ú nó chịu không nổi, nó phải qua nó ghẹo bé bơ luôn rồi chú. Mà bé bơ nó còn nhỏ tuổi quá, nó đâu biết gì đâu. Nhìn hai chị em nó tình cảm lắm tí luôn rồi chú. Tội nghiệp ú quá. Mà con cũng không biết là thường là bé cái đó, gào đực trong bao lâu nữa. Khó chịu, mà mới nó bị ngày đầu mà nó quằn quại quá trời luôn cô chú. Sao uống khó chịu, uống khó chịu lắm hả con? Thôi thương uống nha. Thương uống để hai kiếm chồng vô uống nha, để hai kiếm chồng thiệt là đẹp trai vô uống nha. Dạ thôi, bé ú vừa nghe con lên tiếng cái là nó vậy, để con xuống con nói với ba mẹ biết là em ú đã chịu đực rồi cô chú. Để con xuống nói cho ba mẹ biết. Dạ thì con cũng xin kết thúc video clip tại đây, con xin chúc cô chú và cả nhà mình xem clip vui vẻ và một ngày mới an lành và hạnh phúc. Trời ơi, nó tới kỳ ngay cái lúc mà con làm chuồng mà tới em bất ngờ quá. Sao ú ơi, ơi nó chịu á, thương ú nha, thương ú. Thương ú em nó cũng chưa có dấu hiệu mạnh thường, thì mấy mèo á nó chịu đực nó làm thấy ghê đúng không chú. Con nghĩ là chắc sang ngày mai hoặc ngày mốt mình bé ú nó mới có biểu hiện dữ dội. Thương ú.